Alo, Trung hả? Ông qua phòng gặp tôi gấp. Trung ơi là Trung, ông giết tôi mất rồi đó. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Ông xem đi, ông đưa hồ sơ cho tôi trong lúc tôi đang lo lắng chuyện của Mai Lan. Tôi đã nói với ông rồi, đợi tôi bình tâm, tôi đọc kỹ rồi tôi ký. Ông cứ ép tôi ký cho bằng được cái hồ sơ dự thầu gì đó. Bây giờ ông đọc đi, sai tùm lum hết đó. Cậu có biết việc làm chắc chắn của mình không chỉ làm cho công ty mất đi cơ hội, gần như chắc chắn là thực hiện được một hợp đồng cấp quốc gia, mà quan trọng nhất là làm công ty mất sạch uy tín hay không? Chưa kể, tôi nghe anh em báo cáo lại là dạo gần đây á, cậu rất sao nhãng trong công việc, lại còn hay nổi nóng, gây gỗ với anh em cấp dưới nữa. Vì vậy, theo quy định của công ty, cậu sẽ phải chịu mức kỷ luật là tạm đình chỉ công việc trong 2 tháng. Trong thời gian này, anh Trung sẽ thay cậu chức vụ trưởng phòng. Trung, ông gài tôi đúng không? Sao nói vậy? Hồ sơ đã sai mà còn đưa tôi ký, còn hỏi tôi ký nữa. Lúc ký sao không đọc? Trưởng phòng mà như vậy á thì cũng nên để người khác lên làm thay. Mày nói cái gì? Mày muốn gài tao để ngồi vào ghế trưởng phòng đúng không? Phản bạn. Dành ra 2 tháng để nghiền ngẫm về bài học chim ưng và cáo đi, thằng ngu. Khốn nạn! Đánh người! Bảo vệ! Khốn nạn! Nói cái gì? Đánh người! Bảo vệ! Dừng lại! Bảo vệ đâu? Mày là phản bạn! Dừng ngay! Thôi đi! Có sao không? Em không ngờ là cậu ta lại giải quyết bằng nắm đấm. Cậu làm tôi thất vọng quá.